Xin kính chào quý vị. Trời mưa bão thì cứ mặc trời mưa bão thôi, vẫn khui được một số hàng cho quý vị đây. Còn tất cả các dây phụ kiện này, dây âm thanh, dây AV có rất là nhiều, lúc nào cũng nhiều, sẵn phục vụ quý vị luôn, thoải mái. Còn sau đây đến clip em vừa khui hàng, không để ra ngoài được, ngoài trời nó mưa quá. Thì đây, khui hàng chưa lau một chút nào. Đây là một trong những mã loa, và các quý vị là những mã loa, mã dàn là chưa được lau dọn. Chưa lau dọn. Và mua hàng bãi thì nó phải còn chưa lau dọn này quý vị mới thích, chứ còn đã lau dọn rồi thì nó lại em mất, lại không có giá trị lắm. Lau dọn đẹp đẹp quá rồi thì nó lại liên quan đến chọc ngoái sửa rồi. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị hơn chục mã loa cũng như tủ đài. Còn hàng thì còn nhiều lắm, đây cả đống cả kho trong này. Chưa bóc, mà kiếm bóc tiếp. Trời mưa quá. Bắt đầu từ đâu được nhỉ? Từ chiếc tủ đài kèn này đi. Đây là chiếc tủ đài kèn, so với hàng ngày thì con này là size to nhất. To nhất. Bình thường những con trước ấy thì size nó chiều ngang thì nó cũng như nhau, thế nào? Chiều ngang khoảng nó tầm khoảng 58. Nhưng mà chiều cao thì nó chỉ đến tầm này thôi. Chiều cao đến tầm này hết xuống. Nhưng con này thì nó lại liên quan đến 3 tầm. Có những con kia, đây là CD dưới cùng này, hai cửa băng cassette, radio và đĩa than trên này. Con này là con to nhất từ trước đến nay, cái size tủ đài này to nhất từ trước đến nay. Đấy, cái size tủ đài này, cái size tủ đài to nhất từ trước đến nay. Và em nó có giá là 9.8 triệu, 9.8 triệu tủ đài kèn này. Tủ đài kèn có giá 9.8 triệu, model là M990G Mark 2. Về phía trước thì em nó có cổng, một cổng lai ra. Cổng lai ra quý vị có thể cắm từ đây ra các bộ dàn nghe nhạc của quý vị. Đây, đây radio FM. Đấy, có thể cắm bộ dàn này. Ngoài ra thì đây, phía sau của nó là ống tất cả thể hiện là cả. Đây là cái họng kèn của em nó, họng kèn, cái chóa kèn này. Nếu mà tính cả con này, cả nó, cả kèn từ trên này, từ trên đỉnh kèn xuống, nó phải có tầm khoảng độ 1 mét. Không có 1 mét thì nó phải có 9 trên 90 phân. Đấy. Đấy là chiếc tủ đây đấy. Để em mở cái nắp ra. Mở cái nắp ra cho quý vị nhìn cho nó thích. Được chưa? Đấy. Quý vị đợi chút để em mở ra đã. Em chưa mở, em tay em cầm máy nên khó mở. Đấy. Tay em cầm máy này hơi khó mở. Rồi. Đấy. Em mở ở trên này chạy đĩa than, nhưng mà chuyển về vẫn lót cái kim máng bằng xốp, vẫn cứ để nguyên đấy. Đấy, khi mở chạy đĩa than nó như này. Con này có giá là 9.8 triệu. Con này là size to nhất từ trước đến nay. Màu vàng. Con trước giống cái con hôm kia, hôm quay là 8.8 triệu đấy. Nhưng con này cao hơn, to hơn. 9.8 triệu. Còn bắt đầu sang đây, mời quý vị đến với lại một số mã loa. Những đôi loa chưa lau một vết bụi nào. Những đôi loa chưa lau một vết bụi, em nói như vậy là quý vị biết rồi. Đây, chưa lau một vết bụi nào, nhưng mà thò tay lau này. Đấy, quý vị thấy chưa? Thò tay lau đi. Nó sẽ đi, nó sẽ sạch lắm. Lau nó sẽ sạch bóng. Nhưng em muốn để như này cho quý vị nhìn cho nó thích. Bắt đầu từ đôi loa LOD. LOD Bass 25. Em nó đẹp lung linh. LOD HS 330. Hai tinh chỉnh, hai volume tinh chỉnh. Chưa? Ôi giời, nó đẹp lung linh luôn. LOD. Đôi loa này có giá là 5.8 triệu. Bass 25 đây, quý vị nhìn găng tay của em đây, không còn đo thước nhé. Bass 25 thoải mái. Có giá là 5.8 triệu. Đấy, là đôi loa LOD. Hàng của Nhật. Ê căng còn đầy đủ, ê căng của nó nằm ngoài luôn rồi, ê căng còn đầy đủ. Đây là đôi loại LOD. Vỏ màu gỗ luôn. Giá 5.8 triệu. Size ngang của em nó 30. Chiều ngang 30. Chiều cao áng khoảng thôi. Bác nào cần chi tiết thì gọi điện cho em đo chi tiết. Các bác thông cảm. Nhiều bác bảo mấy thước, cứ thước như mọi ngày em cứ đặt xuống em đo mất thời gian lắm. Mà em giới thiệu nó nhiều quá. Chiều cao 1, 2. Chiều cao 5 triệu 5. Chiều cao 58 phân. Đấy là đôi LOD giá 5.8 triệu. Tiếp tục sang với đôi loại AR tiếp theo. Đây là đôi loa AR. Quý vị, cách đây khoảng 3 hôm em có giới thiệu đến quý vị một đôi AR, nhưng nó giống như này.
Nó chỉ khác nhau là đôi này nó còn nhìn nó còn zin hơn chút, nó đẹp hơn nữa. Đấy. Đây, vẫn còn zin hết bụi này. Chưa. Đôi loại AR18. Có nhìn em nhá, AR18. Còn zin đét. Tất cả thông số của em nó đây. Bác xem hộ em. Thông số của em nó đây, AR18. Đôi này có giá là 4,5 triệu. Nghe đôi AR này khỏi phải nghĩ. Quý vị nào có trong phòng, cái căn phòng tầm 15-20m² phòng ngủ của mình, đặt những đôi AR này vào dọn gọn, nghe AR vào xong là Fisher tỉa em nó thì khỏi phải nghĩ. Fisher đều động được, đánh em nó khỏi phải nghĩ. À, có giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Được. Ê căng con zin nguyên của em nó đấy. Đây này, ê căng được khoét đều hết này. Đấy. À, xuống tiếp tục xuống phía dưới là đôi loa JBL Bass 30. Đây là đôi loa JBL Bass 30. À, được Bass 30. Thiết kế với một chung, một tép còi. À, con này là model của em nó là JBL LC312. JBL LC312. JBL LC312 gạch ngang 1. Con này trở kháng 8 ohm. Trở kháng 8 ohm. Hàng made in USA. Trở kháng 8 ohm. Đấy. À, về đường kính của loa. Loa là một bát, sản xuất là một bát 30. Một bát 30, một chung. Một chung. Một 30 một chung, một tép rồi. À, đôi loa này có giá giật mình cho quý vị luôn, nó là giá 8,9 triệu. 8,9 triệu. 8,9 triệu. Về kích thước chiều ngang của em nó này, chiều ngang này, ngang như này bà, ngang này là 38, ngang này 38, sâu cả ê căng 25, sâu cả ê căng 25. Còn chiều cao của thùng 1, 2, 3, 4, 90 phân. Chiều cao của thùng là 90 phân. Loa còn cực kỳ đẹp, độ gân mút, độ đàn hồi, màng giấy gân cao su, đàn hồi rất là tốt. Đây là đôi loa JBL CLC312 có giá 8,9 triệu. Bác nào nhanh tay rước em nó về. Giá 8,9 triệu ạ. Tiếp tục sang đến đôi loa, một trong những dòng loa đã làm trao đảo các bác chơi dưới âm thanh. Các bác cứ lấy những đôi này cho em. Cần gì phải AR2, AR3 nó mười mấy triệu. Các bác cứ con này bác đả cho em, diệt cho em với Denon hoặc là Fisher, các bác đả cho em nhá. Đây là con KRH. Các bác nhìn chưa? Model của em đây. Em chả đọc được tiếng Anh nhưng quay gần cho các bác nhìn. KRH. Đấy. Được. Con này KRH. À, dòng loa cổ. Đây thì em nhấc cái ê căng ra đã. Dòng loa cổ, một trong những dòng loa hiếm có đấy. Đây AKLH các bác nhìn này. Chưa. Loa cổ hết. À, một bát 25. Cái một bát 25. À, cái gân của nó rất là đặc biệt nhé. Cái gân của nó cực kỳ đặc biệt luôn. Là không hiểu tại sao mà cái gân này của em nó lại nó làm như kiểu nó thiết kế đan lưới gai ấy. Rất là. Đây là tất cả con loa này được làm thủ công. Thủ công. Và nó là một trong những đôi loa mà được rất nhiều các bác đánh giá, cũng như kênh, một số kênh audio hoặc là những người nghiên cứu chuyên về loa là đánh giá là riêng dòng KLH này, cái chất bass này nó làm vượt trội so với mức nhà sản xuất ra khá là lớn. Cái đấy em cũng đọc được ở một kênh nào đó, người ta giới thiệu chi tiết về dòng loa KLH. Có nghĩa cái định mức của hãng sản xuất, người ta đưa ra ví dụ định mức của đôi này là được khoảng độ 80%, nhưng mà khi đã thiết kế ra họ test ra nó lên đến 90% trăm, nó vượt mức, vượt cái định mức. À, chất bass của nó em thì biết rồi, có những buổi chiều em test những đôi này bay đến 6 đến 8 đôi các bác biết rồi. Giá vẫn như cũ 6,8 triệu, à chết 6,9 triệu. Vẫn mức cũ nhá, 6,9 triệu. KLH. Vỏ còn đẹp lắm các bạn, đây. Vỏ đẹp leng keng. Chưa. 6,9 triệu. 6,9 triệu. Đấy. À, tiếp tục sang tiếp đây. Vẫn những đôi loa chưa được lau một lần nào bụi đấy, sờ tay lau hết đấy, đấy. Các nhìn thấy chưa? Em lau đâu nó sẽ sạch đến đấy. Nó sẽ sạch, nó sẽ đẹp. Những cái này thì lau đơn giản, nhưng mà hôm nay vội, trời mưa, không có thời gian để lau. À, đây là chiếc loa Center Pol Audio.
lòng dòng loa center phone audio này nó rất là nặng, nó cực kỳ nặng, nó khá là nặng luôn. Cảm giác nó nặng còn hơn cả một con loa KLH này, rất là nặng. Đây là loa center phone audio, loa center phone audio cầu vào đây, lỗ thông hơi phía sau, chưa lau một vết bụi nào, các bác nhìn bụi nhé, bụi từ cam về đấy, nguyên mùi đấy, nguyên mùi Mỹ đấy. Phone audio, giá của chiếc center này có giá là 2.9 triệu, 2.9 triệu. Em nó có e căng đây nhé, có e căng đây, không có bác bảo không có e căng, có e căng đầy đủ, 2.9 triệu, 2.9 triệu. Tiếp tục sang với lại chiếc center JBL, center JBL này em bóc, bóc cho các bác xem. Đây là con center JBL có giá 2.8 triệu. Phải nói luôn là nó quá đẹp thì các bác ạ. Các bác lấy loa này về mà làm loa lời, các bác đấu một vế nào cũng được. Dòng center này em rồi, nó quá đẹp luôn, đẹp lung linh. Em nó có mức giá là 2.8 triệu, 2.8 triệu ạ, 2.8 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0911 169 961, em giao chuyển hàng toàn quốc, hàng thì còn rất nhiều đấy. Còn đây ví dụ như đồ này BMB, bác lấy nào lấy 4.8 triệu. Đây là con BMB CSN 45, CSN 455 đây, CSN 455 công suất 450W, trở kháng 8 ohm. Hẹn gặp lại quý vị ở clip sau. Clip này em xin tạm dừng tại đây đã. Tạm dừng đấy đã. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi.